cảm giác bất chợt đầu tiên của em vào đây thì rất bỡ ngỡ, không biết một cái gì. Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả anh luôn. Thường em không hợp với em lắm, nhưng mà đây em nhớ lắm. Sau khi nhập ngũ thì một ngày của bộ đội như thế nào? Rất nhiều bạn thì hỏi mình. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu và chia sẻ với các bạn là một ngày của bộ đội thì sẽ làm những gì. Đây là cái hình ảnh đầu tiên của những quân nhân nhập ngũ từ địa phương. Đối với những bạn mà nhập học thì các bạn sẽ đi tự túc và đến cái trường mà các bạn đăng ký. Trên xe thì cười vậy thôi, chứ khi vào đơn vị thì rất nhiều bạn sẽ khóc như mưa. Thường thì sẽ khóc vào đêm, và khi mọi người đi ngủ thì các bạn sẽ nhớ nhà, mặt suy tư không biết là sắp tới thì mình sẽ như thế nào. Đầu tiên thì sẽ có những đàn anh hướng dẫn các bạn về việc gấp chăn màn, nội vụ vệ sinh. Và gấp chăn thì sẽ có gấp chăn mùa đông và gấp chăn mùa hè. Bình thường thì ngày đầu tiên các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi là mất cả ngày để tập gấp chăn màn. Tuy nhiên là về cái hình dáng thì nó cũng chưa đẹp, nhưng mà thời gian sau khi các bạn đã quen rồi, các bạn luyện tập nhiều thì các bạn sẽ gấp đẹp hơn và đảm bảo hơn. Hầu như thì ai cũng sẽ bỡ ngỡ trước cái cách gấp chăn mới này, bởi vì ở nhà chúng ta chỉ gấp 2, gấp 4, gấp 6 và gấp sao cho nó gọn. Nhưng trong quân đội thì chúng ta phải gấp làm sao cho nó thành hình vuông, gọn gàng, thống nhất, 10 người như một. Những ngày sau ấy, khi mà các bạn đã gấp chăn màn được 1-2 tuần rồi mà các bạn gấp không đẹp thì rất có thể buổi trưa các bạn sẽ không được ngủ, và chúng ta sẽ phải gấp chăn thêm. Các bạn phải gấp thêm để làm sao cho đẹp. Và rất nhiều bạn thì khi mà vào trong quân đội ấy, thì buổi sáng nhiều khi không kịp ăn cơm để mà chúng ta gấp chăn cho nó đẹp. Nhiều bạn thì còn dậy sớm nữa. Nên là đây là một trong những cái rất là khó khi mà chúng ta mới vào trong quân đội. Buổi sáng thì đúng 5 giờ sáng hoặc 5 giờ 30 là các bạn sẽ nghe tiếng còi báo thức. Ta sẽ phải ngủ dậy và ra ngoài tập trung hô báo thức. Cùng với đó là chúng ta sẽ quay vào trong nhà để gấp nội vụ vệ sinh. Tuy nhiên là những ngày sau khi các bạn đã được hướng dẫn về cách tập thể dục thì các bạn sẽ phải tập thể dục hàng ngày và tập võ nữa. Cùng với đó là luyện tập các cái bài thể dục, các cái bài khởi động để nâng cao sức khỏe. Các chị chú ý là cái tay chất hình chữ V, tay chất hình chữ V, hai bàn tay là hướng vào nhau. Hey! Chú ý là ngực căng lên, giật xuống là không được cúi người. 3. Chú ý cái động tác mắt của anh em, mắt nhìn vào tay. 4. Sau khi tập thể dục xong thì các bạn sẽ phải dọn khu vực vệ sinh mà mình đang ở. Ở đây thì chúng ta có cái nhà ở và các cái khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm. Và người ta sẽ hướng dẫn các bạn làm cách dọn vệ sinh, cách cầm chổi. Nhiều bạn ở nhà thì không biết cầm chổi và quét nhà đâu. Khi vào đây thì các bạn mới làm quen cái việc mà quét nhà hay là lao động chân tay. Chúng ta sẽ làm quen với 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần. Chúng ta hàng ngày thì các bạn sẽ được huấn luyện các cái tháo nắp súng AK và sẽ được học về các cái bộ phận của súng tiểu liên AK. Các bạn phải nhớ rằng súng là vợ và đạn là con. Súng là vật mà bất ly thân, chúng ta không được xa rời. chúng ta luyện tập những cái bài tập đầu tiên về điều lệnh, nghiêm nghỉ, động tác chào. Buổi chiều sau khi các bạn huấn luyện xong, các bạn sẽ phải đi tăng gia. Chúng ta sẽ đi dạo quanh cái khu vực vườn rau của mình. Lần đầu tiên nhiều bạn sẽ được trở thành bạn của nhà nông. Và học những cách kẻ luống, vẽ luống và gieo rau, chăm sóc rau nhiều hơn. Nó có thể là tưới phân rồi xách phân, xúc phân, làm sao để cho cái cây rau của mình nó phát triển mạnh mẽ nhất để chúng ta thu hoạch. Sau khi tăng gia xong thì chúng ta sẽ trở về doanh trại và sẽ để đi tắm. Thì trong quân đội các bạn sẽ được tắm. Nhiều khi các bạn bón phân xong các bạn cũng phải đi ăn chứ không được tắm đâu. Khi chúng ta quá bận thì chúng ta sẽ không có thời gian để tắm. Chúng ta sẽ được làm quen với cách tắm tiên, quen với nhà tắm công cộng, tắm chung cùng 500 anh em. Học cách tắm cho nhau và kỳ lưng cho nhau. Đến đúng 18 giờ thì các bạn sẽ xếp hàng đi ăn cơm. Ở đây thì chúng ta sẽ phải ăn cơm trong nhà ăn, sẽ phổ biến các quy định. Ăn cơm trong nhà ăn phải trật tự, không nói chuyện khi ăn. Và quá trình ăn cơm thì thức ăn thừa thì phải bỏ gọn gàng, không được đổ ra sàn nhà. Chân thì không được để lên ghế. Ăn cơm xong các bạn phải tự rửa bát và tự rửa đũa của mình. Sau đó thì mang bỏ vào ba lô. Sau khi ăn cơm xong thì các bạn sẽ được ngồi hội ý tổ, đọc báo, nghe những cái tin tức trong ngày. Đến đúng 19 giờ thì các bạn sẽ được xem thời sự trên VTV. Chúng ta sẽ được gặp những biên tập viên xinh đẹp. Đây là nơi duy nhất mà các bạn có thể được nhìn thấy gái trong môi trường quân đội. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội. Công an chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng không Malaysia mất tích. Một báo cáo tạm thời. Cơm xong rồi vừa là chỉ xem TV. Và sau khi xem xong thời sự thì chúng ta tiếp tục học hát, học những cái bài hát quy định trong quân đội. Chúng ta sẽ có 15 bài hát quy định của quân đội. Các bạn có thể lên Google để tra cứu và học hát trước những cái bài hát này. Nó rất dễ thôi. Chúng ta ai cũng đều có thể học được cả. Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Các chị cả, các chị hát theo nha. Vì nhân dân quên mình. 2, 3. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Toàn quốc chúng ta. 2, 3. Toàn quốc chúng ta. Đến đúng 21:30 thì mọi hoạt động trong doanh trại sẽ dừng lại. Tất cả các quân nhân đều phải lên giường ngủ nghỉ. Dù các bạn không muốn ngủ, các bạn cũng vẫn phải ngủ. Trừ những bộ phận làm nhiệm vụ đặc biệt thì những bộ phận đó sẽ làm nhiệm vụ, không phải đi ngủ vào giờ đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết vlog của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi những video mới nhất từ mình nhé. Cảm ơn các bạn.